Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quan chức Việt bị soi đồng hồ 6 tỷ Ngày 14 tháng 5 trên AFA Tiếng Việt có bài bình luận của Lâm Thế Minh, nguồn gốc một chiếc ba Batek Philip 6 tỷ, hình ảnh bài bình luận trên AFA. Mở đầu tác giả nhắc đến sự việc Chủ tịch Quốc hội Pháp ông François de Rugy cách đây 3 năm bị cáo buộc là tổ chức tiệc tùng xa xỉ bằng tiền ngân sách Trang tin đó tố cáo ông Draghi nói đó là bữa ăn đắt đỏ với tôm hùm và rượu vang giá 560 đô la một chai, khoảng hơn 13 triệu đồng tiền Việt. Dân Pháp nổi giận, họ biểu tình kêu gọi ông Draghi và cả Tổng thống Emmanuel Macron từ chức vì cho rằng chính quyền của các ông này không đứng về phía người nghèo. Trước sức ép của dư luận, ông Draghi đã phải từ chức. Tác giả so sánh vào năm 2020, Pháp là nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới và thứ ba ở châu Âu tính theo GDP. Cùng năm đó, nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 40. Như vậy, nền kinh tế Pháp cao gấp khoảng 18 lần Việt Nam. Chai rượu vang 13 triệu đồng xét trên tương quan về thu nhập thì nó chỉ tương đương một lốc bia 6 lon, loại bia phổ thông giá rẻ ở Việt Nam. Tác giả cảm thán giá như ông là quan chức của Việt Nam chứ không phải của Pháp thì thách kẹo cũng chả dám thằng nào sồn sồn lên đòi ông từ chức. Tác giả dẫn câu chuyện từng được báo Việt Nam đăng tải. Một phó tổng giám đốc một tập đoàn tư nhân có quy mô tổng tài sản lên tới hàng tỷ USD kể. Có lần Trịnh Xuân Thanh thấy ông này đeo đồng hồ, liền chỉ tay nói, mày đeo cái này làm gì? Cái này đưa cho bọn lái xe đeo. Hình ảnh những chiếc đồng hồ Batek tiền tỷ tại nhà đấu giá Christie ở New York. Chiếc đồng hồ doanh nhân nọ đeo là một chiếc Patek Philippe giá 78.000 USD, khoảng 1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, Trịnh Xuân Thanh khoe với doanh nhân nọ, chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon 6 6002 g phiên bản vỏ bọc bằng vàng trắng có giá 1,7 triệu USD, tức khoảng 39 tỷ đồng. Tác giả cho biết theo báo Công an Nhân dân, vào năm 2019, chiếc đồng hồ của Trịnh Xuân Thanh đã được một nhà đấu giá Hồng Kông đem ra bán với giá khởi điểm 2,5 triệu USD. Từ chuyện xưa dẫn đến chuyện này, tác giả nhắc đến một cuộc họp báo thông tin về kết quả của Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 10 tháng 5. Tại cuộc họp báo này, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương được nhìn thấy đang đeo một chiếc đồng hồ đẹp ơi là đẹp bọn xấu mắt cú vọ ghen tỵ quá liền đem soi theo miệng bọn xấu đó là chiếc Patek Philip World Time Mecca giá hiện tại khoảng 269.000 USD tương đương hơn 6 tỷ đồng hình ảnh ông Nguyễn Văn Yên bị soi đang đeo chiếc đồng hồ được cho là trị giá 6 tỷ vẫn cứ theo miệng bọn xấu với chức vụ của ông Yên thì lương vào khoảng 15 triệu đồng một tháng một chút Vậy mà đeo đồng hồ 6 tỷ Tức là nếu ông Yên tuyệt đối không ăn không tiêu một đồng nào Thì danh dụm 32 năm Ông sẽ mua được chiếc đồng hồ này Bọn xấu lại còn đào ra hình ảnh cũ Bảo ông Yên có nhiều chiếc đồng hồ trị giá trăm ngàn đô la khác Tác giả nêu vấn đề Ông Yên có thật sự sở hữu chiếc đồng hồ 6 tỷ hay không? Chỉ cần một động thái của ban kiểm tra trung ương đảng thôi tác giả nhận xét cán bộ đã dám khoe khoang tài sản ví dụ như chiếc đồng hồ trị giá ba bốn chục năm tiền lương kia thì chỉ có thể là một là cán bộ mình được nhân dân thương yêu quý mến bèn tặng cho món quà để tỏ lòng biết ơn hai là cán bộ mình có nhiều mẹ nuôi em nuôi nhiều người thân là thương gia giàu có góp lại mỗi người một chút ba là cán bộ mình đã lao động thối cả móng tay ngoài giờ làm việc Thứ tư là cán bộ mình được hưởng tài sản thừa kế từ ông bà cụ kỵ để lại. Thứ năm là cán bộ mình đào trúng vàng hoặc trúng số độc đắc việc lót nhiều lần liên tiếp. Hay có thể cán bộ mình là thiên tài kinh doanh, trúng cổ phiếu hoặc đất đai. Tác giả dẫn nhận định từ tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho rằng trong các vụ án quan chức hữu bại thì đồng hồ là vật hối lộ thường xuyên nhất Ví dụ như ông Triệu Kiến Vĩ, nguyên giám đốc sở cảnh sát thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, từng nhận hối lộ 5 chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 290.000 nhân dân tệ. Nhưng theo như tác giả thì đấy là Trung Quốc, chứ ở Việt Nam thì làm gì có ai mà tham nhũng, vu cho công bọc của dân như thế là phải tội chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin quan chức Việt bị soi đồng hồ 6 tỷ lo ngại an ninh đến Việt Nam khi Lào và Trung Quốc hợp tác quân sự. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Lào và Trung Quốc đã được nối lại và tăng cường. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra những tác động tiêu cực đến Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đấu tranh lãnh thổ và biển đảo đang diễn ra giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc có thể sử dụng mối quan hệ với Lào để củng cố thêm sự hiện diện của mình trong khu vực, đặc biệt là trong các khu vực biển và lãnh thổ đang tranh chấp. Ngoài ra, việc Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ với Lào cũng có thể khiến cho Việt Nam thấy bị bao vây và bị cô lập trong khu vực. Hình ảnh bài trên AFA. AFA đã thực hiện một bài phỏng vấn ông Vũ Xuân Khang, nghiên cứu sinh từ Đại học Boston, Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 5. Theo đó, ông Khang cho rằng Việt Nam cần phải nhìn nhận sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Lào là mối đe dọa an ninh quốc gia và nghiêm trọng hơn nhiều so với các hành động gây hấn trên Biển Đông, bao gồm cả hợp tác quân sự. Theo thông tin từ AFA, từ ngày 9 tháng 5 đến 28 tháng 5, 200 binh sĩ thuộc chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc thực hiện một cuộc tập trận quân sự chung với 700 quân nhân Lào, mang tên Lá Chắn Hữu Nghị 2023, để đối trọng với các cuộc tập trận khác của Mỹ và các nước khác trong khu vực. Cuộc diễn tập mô phỏng các cuộc tấn công vào các nhóm tội phạm xuyên quốc gia đây là cuộc diễn tập quân sự thứ hai trong vài năm trở lại đây giữa hai quốc gia đều có chung đường biên giới với Việt Nam. Trước đó, trong năm 2019, Bắc Kinh và Viên Chăn đã tổ chức tập huấn cứu hộ y tế nhân đạo chung mang tên Đoàn tàu Hòa Bình, hình ảnh binh sĩ Trung Quốc và Lào diễn tập cứu hộ hồi 2019. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị với Lào. Việc Chủ tịch nước Việt Nam công du đầu tiên tới Lào trong năm 2023 được xem là thể hiện chính sách nhất quán này tuy nhiên việc lào tăng cường hợp tác đa phương với trung quốc có thể làm suy yếu ảnh hưởng của việt nam tại lào ông khang cho rằng trung quốc đang cố gắng kéo lào vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình thông qua tập trận chung và hợp tác quân sự với lào điều này có thể ảnh hưởng đến quan hệ quân sự giữa việt nam và lào do đó việt nam cần duy trì lào trong quỹ đạo của mình để tránh việc trung quốc sử dụng lào làm bàn đạp để cắt đôi Việt Nam từ phía Tây cùng lúc tấn công từ phía Bắc. Ông Khang nói thêm, Trung Quốc dễ dàng làm suy yếu ảnh hưởng của Việt Nam tại Lào qua các dự án đầu tư kinh tế như đường ray nối thủ đô Viên Trăng tới biên giới Lào-Trung Quốc hay phần nửa các khoản nợ nước ngoài của Lào là do Trung Quốc nắm giữ. Quan hệ Việt-Lào do vậy chỉ còn lại trụ cột chính là quân sự, do hai nước này vẫn là đồng minh quân sự chính thức theo Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác 1977. Ông Khang nói, hình ảnh Thiếu tướng Chan Thon Sothe, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Lào nói chuyện với ủy viên Quốc vụ Kim Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguyễn Phương Hòa bên lệ đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tháng 6 năm 2022. Một cựu giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đồng ý với quan điểm rằng ảnh hưởng của Việt Nam lên Lào đang giảm dần trong khi quan hệ Trung Lào đang tăng lên theo ông này Trung Quốc đã sử dụng tiền để tạo ảnh hưởng chính trị ở Lào, đồng thời hỗ trợ các tập đoàn kinh tế của người Hoa làm ăn, mua đất, lập đặc khu ở Lào. Những khu vực của người Hoa ở Lào đã trở thành như một quốc gia riêng và người Lào không được phép thâm nhập. Ông cho rằng chính phủ Việt Nam vẫn cho tình báo quân đội sang Lào hoạt động dưới vỏ bọc làm kinh tế, nhưng họ chỉ tìm cách kiếm ăn qua việc buôn lậu và khai thác trộm gỗ rừng. Một nhà quan sát chính trị ở Hà Nội cho rằng việc tăng cường quan hệ quân sự Trung Lào thông qua tập trận chung là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc để tăng ảnh hưởng lên Lào. Việc này có thể làm nhằm đáp trả cho việc Việt Nam tăng cường quan hệ ban giao với Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin lo ngại an ninh đến Việt Nam khi Lào và Trung Quốc hợp tác quân sự quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d